Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Nam Audio 61. Anh em có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo điện thoại Zalo 0977885088 gặp Nam anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong video này em giới thiệu với anh em mình cái đôi họng kèn Antec 511. Đôi này thì nó quá nổi tiếng rồi anh em nhé. Nhưng mà đôi này thì nó có cái là nó hơi cũ. Đó, Antec 511B. Nó hơi cũ. Nhưng mà cái họng này thì nó là họng Antec cho nên là cái tiếng chép của nó rất là hay và nó rất là bay anh em nhé. Nó cái chất liệu của thằng Antec nó làm nó cho cái tiếng chép bay rất là xa. Thì đôi này anh em nào mà muốn nghe mà nó tiếng nó ấm á, thì mình có thể gia cố lại là mình đắp cát cho nó hoặc là mình đóng cho nó cái thùng bỏ vào. Còn anh em nào thích nghe tiếng chép thì mình cứ để bên ngoài nhé. Tiếng của nó rất là bay anh em nhé. Chất liệu của thằng Antec thì nó làm cái tiếng chép nó phóng đi rất là xa và rất là sáng luôn anh em. Thì cái đôi này á, tại vì nó cũ quá với lại nó mất hết tem rồi anh em nhé. Nó cũ và nó mất hết tem rồi, nó không còn con tem nào cả anh em. Mà hình thức nó rất là cũ. Họng zin của nó anh em nhé, không hề bị sứt mẻ gì luôn anh em. Cái này anh em mình về sơn lại cho đẹp. Anh em mình ghép với những cái củ kèn 1 inch này. Đối với kèn JBL thì anh em mình khoan thêm lỗ. Nó hai lỗ của nó zin luôn anh em nhé. Đối với củ kèn 1 inch thì anh em mình khoan lỗ vào. Còn đối với Antec thì anh em mình ráp thẳng vô thôi. Đôi họng kèn này em bán cho anh em mình giá 9 triệu nha. Họng zin Antec anh em nhé. Không có bị sứt mẻ gì anh em nhé. Giá 9 triệu không bao gồm ship. Anh em ghé em 61 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình. Còn anh em nào ở tỉnh lấy cái đôi này thì phụ em 200 ngàn tiền phí ship nha. Em bán đôi này giá tốt, 9 triệu một đôi Antec 511. Tiếng nó phóng xa lắm anh em nhé. Anh em mình chơi đôi này thích nghe tiếng chép chơi đôi này được anh em nhé. Dạ, anh em nào có nhu cầu liên hệ Nam 0977885088 gặp Nam đấy. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em.